Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, ngày hôm nay cùng với chủ đề của chương trình là làm sao để có thể khắc phục tình trạng đau đầu do thời tiết thay đổi. Đồng hành cùng với quý vị, Công Nghĩa xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời, đó là dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin được gửi lời chào đến với dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa dược sĩ, ngày hôm nay chúng ta đang tìm hiểu một chủ đề mà Công Nghĩa nghĩ rằng là rất là hấp dẫn và gần gũi với quý vị khán giả. Đó là mỗi khi thay đổi thời tiết thì chúng ta xuất hiện tình trạng là đau đầu. Và trước khi đi tìm hiểu về nguyên nhân cũng như là cách điều trị chứng đau đầu do thời tiết thay đổi, thì trước tiên thì Công Nghĩa muốn hỏi dược sĩ thế này. Đó là rất là nhiều người trong cuộc sống gặp phải tình trạng đau đầu và đau dai dẳng thường xuyên, đúng không ạ? Và liệu rằng là tình trạng này có là báo hiệu của một bệnh lý nguy hiểm nào đó không? Dược sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Đau đầu nó là một cái hiện tượng, một cái triệu chứng rất dễ gặp. Đôi khi nó chỉ là do cái sự thay đổi thời tiết. Thế nhưng mà cái triệu chứng đau đầu dai dẳng, đau đầu thường xuyên, đau lặp đi lặp lại thì nó đôi khi nó lại là những triệu chứng báo hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm. Chẳng hạn như là bệnh rối loạn tuần hoàn não, rối loạn tuần đình, nặng hơn nữa là những bệnh liên quan đến xơ vữa động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, hay là những bệnh lupus ban đỏ, những bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, để khi có các triệu chứng trên mà để muốn chẩn đoán được chính xác nguyên nhân gây nên các triệu chứng đấy là gì thì bạn nên đi đến các cơ sở y tế để thăm khám, tìm hiểu đích thực nguyên nhân gây nên triệu chứng đau đầu là gì để chúng ta có những cái phác đồ cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Khi thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường chẳng hạn, Công Nghĩa thấy rằng cũng có rất là nhiều quý vị chia sẻ rằng là họ gặp phải tình trạng đau đầu và cái tình trạng này còn rất là khó chịu và đôi khi là họ không biết là phàn nàn cùng với ai để có thể giúp là khắc phục triệu chứng này. Trước tiên thì dược sĩ có thể chia sẻ rằng là tại sao lại có tình trạng là đau đầu do thay đổi thời tiết và chúng ta thì phải khắc phục nó như thế nào ạ? Khi mà thời tiết thay đổi ấy, thì các cái mạch máu ở các cái cơ quan tiểu não hoặc là ở các cái khu vực tiền đình ấy, nó sẽ bị phải giãn ra. Nó giãn ra để nó đáp ứng với sự thay đổi thời tiết. Và chính vì nó giãn ra nên nó sẽ làm gây nên những cái cơn đau đầu và thậm chí là đau rất là mạnh, giống như búa bổ vào đầu ấy. Ngoài ra, khi thời tiết thay đổi mà đặc biệt là vào những ngày nắng nóng ấy, thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta bị mất nước rất là nhiều. Khi mất nước thì nó sẽ thay đổi cái áp lực thẩm thấu ở trong cơ thể của chúng ta. Nó sẽ đè nặng lên các cái thành mạch. Vì thế là cái việc lưu thông tuần hoàn máu trong cơ thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là nó sẽ có thể gây nên những các triệu chứng đau đầu, thậm chí là chóng mặt và hoa mắt nữa. Vâng, thưa dược sĩ, cũng nghĩa thấy rằng là chúng ta đang ở trong những ngày hè khá là oi nóng và nhiều người thì họ chia sẻ rằng là họ cảm thấy gặp phải cái tình trạng đó là đau đầu, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì cái tình trạng đau đầu của họ nó rất là khó chịu. Tại sao lại có hiện tượng này ạ, thưa dược sĩ? Thường thường khi mùa hè thì thời tiết rất là nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Vì vậy mà đối với những người mà phải hoạt động ngoài trời nhiều ấy thì người ta bị mất nước rất là lớn. Khi mình bổ sung lượng nước không đủ thì cơ thể đương nhiên là sẽ thiếu nước. Và thiếu nước thì nó sẽ gây nên cái sự rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Từ đó nó sẽ tạo nên những cái áp lực, thậm chí là lên cả hệ thần kinh. Nên là nó có thể dẫn đến các cái triệu chứng đau đầu, khó chịu. Trường hợp thứ hai nữa là vào mùa hè ấy, thì chúng ta có cái thói quen ngồi điều hòa rất là nhiều. Và khi ngồi điều hòa thì cái môi trường và cái áp lực không khí giữa trong khu vực có điều hòa và ngoài khu vực có điều hòa nó chênh lệch rất là cao. Đối với những người mà hay phải ra vào ở các cái phòng liên quan mà có điều hòa cái độ chênh lệch nhiệt độ ấy, thì nó sẽ thay đổi cái áp lực một cách đột ngột. Cho nên là cái việc mà mạch máu của mình ấy nó sẽ phải co giãn đột ngột để nó phù hợp. Vậy thì hiện nay thưa dược sĩ, chúng ta có những cái sản phẩm nào trên thị trường uy tín chất lượng được Bộ Y tế công nhận để giúp chữa chứng đau đầu, đặc biệt là chứng đau đầu thường xuyên và dai dẳng do thời tiết thay đổi? Dược sĩ có thể giới thiệu cũng như là chia sẻ cùng với quý vị khán giả.
khi mà điều trị đau đầu bằng thảo dược ấy thì có một ưu điểm, có những cái ưu điểm đấy là nó sẽ không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến men gan, không ảnh hưởng đến dạ dày và không gây lệ thuộc thuốc. Vì thế là xu hướng hiện đại ngày nay ấy, người ta sẽ tìm đến những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm có sự kết tinh của rất nhiều thảo dược quý mà có cách sử dụng dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là sản phẩm bát não tiên, thì đây cũng là một sản phẩm mà tôi đã nghiên cứu cũng như đã tìm hiểu về nó. Thì tôi thấy rằng trong bát não tiên ấy, nó có rất là nhiều thành phần có tác dụng tốt trong cái việc điều trị đau đầu. Bởi vì là cái viên ban ngày ấy, thì bát não tiên nó sẽ chứa các cái hoạt chất dược liệu như là ginkgo biloba. Ginkgo biloba thì được biết đến như là một cái dược liệu rất là quý, vô cùng quý để điều trị các cái bệnh rối loạn tuần hoàn não, giúp đưa máu lên não, giúp tăng cường oxy lên não, giúp trung hòa các cái gốc tự do gây tổn thương cho các tế bào thần kinh. Bên cạnh đó thì cao đinh lăng cũng là một cái loại dược liệu mà giúp cho hoạt huyết, lưu thông tuần hoàn máu não. Ngoài ra thì trong cái viên ban ngày của bát não tiên còn có các cái enzyme như là natokinat, nó sẽ giúp phòng ngừa các cái cục máu đông. Thì các cái thành phần này nó hỗ trợ lẫn nhau, nó giúp đưa máu lên não, giúp cho cung cấp oxy, giúp cho các tế bào thần kinh luôn luôn có năng lượng, luôn luôn được hoạt động một cách tốt nhất. Hơn nữa trong cái sản phẩm bát não tiên mà tôi được biết ấy, thì ngoài cái sản phẩm, ngoài cái viên ban ngày thì còn có một cái dạng viên dùng ban đêm chứa các cái hoa dược liệu tốt như là vông nem này, cao bình vôi này, lạc tiên này, là những cái dược liệu quý mà đã được ông cha ta sử dụng rất là nhiều trong cái việc giúp an thần. Ngoài những cái dược liệu quý đó thì trong cái viên ban đêm còn chứa thêm cái melatonin. Nó là một cái chất dẫn truyền thần kinh, bình thường ấy nó sẽ trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ sản sinh ra những cái chất dẫn truyền này, thế nhưng mà cũng có nhiều nguyên nhân giúp cho làm cái sự sản sinh ra hormone này nó bị thiếu hụt. Vì vậy nếu mình cung cấp đủ một cái lượng vừa phải ấy, thường xuyên thì cái hormone này nó sẽ phát huy tác dụng tối đa của nó. Nó giúp cho chúng ta có những giấc ngủ sinh lý, đi vào giấc ngủ rất là dễ dàng mà khi tỉnh dậy nó không có cảm giác là mệt mỏi, khó chịu hay là căng thẳng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Quý vị đừng quên để được tư vấn kỹ hơn về bệnh lý và sản phẩm, có thể gọi đến số hotline 033-567-2008 hoặc có thể gửi thư về địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.